Chuyên gia ngã ngửa nói về U23 Thái Lan bị loại, nhận định Thái thua, cả Thái Lan hoảng loạn. Bảng E lúc này, ngoại trừ Hàn Quốc đang tỏ ra khá vượt trội thì cơ hội đi tiếp vẫn còn với những tên còn lại. Olympic Thái Lan đang tạm xếp vị trí thứ 3 với 1 điểm, kém đội nhì 1 điểm và bằng 1 điểm so với đội cuối bảng là Olympic Kuwait. Rõ ràng ở lượt trận cuối cùng của bảng E sẽ là sự dự đoán hấp dẫn trong những phút cuối. Rõ ràng lượt trận cuối cùng bảng E, người hâm mộ sẽ được chứng kiến khi mà chúng ta sẽ có một cuộc chiến một mất một còn giữa Thái Lan và Kuwait. Nếu đánh giá công bằng, Thái Lan đã được nhận sự quan tâm của giới mộ điệu khi mà nhỉnh hơn Kuwait. Theo đó, họ có một trận hòa 1-1 trước Bahrain và thất bại 0-4 trước Hàn Quốc. Về phần mình, Kuwait cũng có một trận hòa 1-1 trước Bahrain. Song trận đấu còn lại thì họ đã thua thất bại 0-9. Tuy nhiên, tất cả đó chỉ là một thống kê. Theo tờ phân tích của AFC, thì ông Garbiton đã cho biết, tôi nghĩ đây sẽ là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn của hai đội khá ngang tài ngang sức. Theo thông tin tôi có, Thái Lan đang gặp vấn đề về lực lượng, hai hậu vệ tốt nhất của họ đều gặp chấn thương. Trong tình thế như thế này, thì họ cho rằng Kuwait sẽ có nhiều cơ hội để chiến thắng và họ là đội bóng có lối chơi phóng khoáng và có độ sát thương rất cao. Trong trận đấu với Bahrain, họ cũng sẽ chơi tốt nhưng chỉ tiếc là chỉ hòa một đều. Tôi hy vọng trong trận đấu với Thái Lan, khi mà không có gì để mất, Kuwait sẽ chơi hay nhất có thể và giành kết quả tốt. Cùng quan điểm, ông John Hang-ung, trưởng hội đồng của bóng đá Hàn Quốc cũng đã cho biết, U23 Kuwait có những tiền đạo nhạy bén và gây đột biến cao. Tôi đánh giá cao lối chơi của họ. Ở trận đấu mang tính chất sinh tử cuối cùng thì tôi nghĩ họ sẽ là đội bóng có cơ hội đi tiếp. Bởi U23 Thái Lan đang gặp vấn đề về lực lượng. Và ngoài ra, Thái Lan cũng chơi khá là đồng điệu để bắt bài trong hai trận đấu đã qua. Chuyên gia phân tích, trước những dự báo bất lợi thì người hâm mộ cũng đã lo lắng. Ai xem trận Kuwait với Bahrain đều sẽ hiểu không thể đùa với đối thủ này. Thái Lan đã khá nhạt nhẽo trong hai trận đấu vừa qua. Về phần mình, vị huấn luyện viên trưởng Thái Lan cũng đã cho biết sau cuộc họp báo, trận thua Hàn Quốc là một bài học cho Thái Lan. Rõ ràng trình độ của chúng ta vẫn thấp và cả đội sẽ rút kinh nghiệm cho bản đấu cuối cùng. Ở trận đấu còn lại của bảng E, Hàn Quốc sẽ chạm trán với Bahrain. Trận đấu này cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục của vòng bảng. Bahrain đang có vị trí thất bại tại ASEAN 2023 như Olympic Hàn Quốc. Nhưng đó chỉ là hai trận hòa cùng với tỷ số 1-1 trước Kuwait và Thái Lan. Mặc dù xếp thứ 2, song với khoảng cách chỉ hơn 1 điểm so với Olympic Kuwait, Olympic Thái Lan, đại diện Tây Á, vẫn có khả năng bị loại sớm. Ở 5 trận gần đây nhất, phong độ của Olympic Hàn Quốc vượt trội hơn hẳn so với Bahrain. Cả Hàn Quốc và Bahrain thì có cơ hội và có cơ bản thì đều không đồng đều về lực lượng. Với Hàn Quốc, đội bóng này nhiều khả năng trao cơ hội đá chính cho những gương mặt dự bị. Trong khi bên kia chiến tuyến, Bahrain chắc chắn sẽ phải sử dụng những con người tốt nhất. Hy vọng được nhen nhóm cho Olympic Bahrain khi mà Hàn Quốc có thể không dùng lực lượng mạnh nhất. Nhưng điều đó không đảm bảo một trận đấu dễ dàng cho Bahrain. Xét về góc độ nào đó, Olympic Hàn Quốc không khác gì người phán xử trong số phận của ba đội bóng tại bảng E. Olympic Bahrain dù đã bị đánh giá thấp hơn, nhưng cuộc chiến thì cần phải chiến đấu và có chiến thắng, ít nhất là có điểm trước nhà đương kim vô địch để phòng trường hợp xét bốn đội đứng thứ 3. Nếu Olympic Hàn Quốc tiếp tục thể hiện đẳng cấp, dĩ nhiên người hưởng lợi là Kuwait và Thái Lan. Một trong hai đội bóng này sẽ hưởng lợi, đội bóng Bahrain sẽ chân qua đó chiếm lấy ngôi nhì bảng để đặt lên bàn cân. Ngay cả khi dùng đội hình phụ, Hàn Quốc vẫn mạnh hơn Bahrain. Đội bóng Tây Á ngoài việc chiến đấu 100% sức lực thì có lẽ cần hy vọng vào sự nương chân của Lee Kang-in. Đó là cục diện bảng đấu của người Thái. Còn Olympic Việt Nam chúng ta cũng sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp trong trận đấu Ả Rập. Olympic Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Olympic Iran trong lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam ASEAN 2023. Đây là thất bại khiến cho cánh cửa đi tiếp của thầy trò Ông Tuấn bị hẹp lại. Ở bảng đấu này, Việt Nam đang ở vị trí thứ 3 với 3 điểm. Chúng ta kém hai đội đầu bảng 1 điểm. Tuy nhiên, ở lượt trận cuối, Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ có chiến thắng trước Mông Cổ, còn Olympic Việt Nam thì phải đối đầu với Saudi Arabia. Bóng đá Việt Nam chắc chắn chưa thể so tầm so với Saudi Arabia. Nên nhớ, do số đội của các bảng không bằng nhau, cho nên thể thức cũng đã được xét lại. Chúng ta chỉ xét thành tích giữa 5 đội xếp thứ 3 ở bảng A, B, D, E và F. Như vậy, chiến thắng 4-2 của Việt Nam trước Mông Cổ không được tính so bì về thành tích đội đứng thứ 3. Nếu Việt Nam thua Saudi thì khi so sánh thành tích 4 đội xếp thứ 3 ở các bảng còn lại, chúng ta sẽ không có điểm nào và hiệu số thắng bại là -4. Trong khi trường hợp hòa Saudi Arabia, chúng ta sẽ có một điểm cùng hiệu số thắng bại là -4. Đó sẽ là một thành tích có thể giúp Việt Nam đi tiếp. Nhưng cầm chân được đối thủ này là một điều rất khó khăn. Rõ ràng, cơ hội tiến vào vòng 1/8 của bóng đá nam tại ASEAN 2023 của Olympic Việt Nam là rất nhỏ. Chúng ta không được nản chí mà phải quyết tâm.
thể hiện quyết tâm, Văn Khang cho rằng Olympic Saudi là đội bóng Tây Á, nên điểm mạnh của họ là thể hình cao to, mục tiêu của Việt Nam là khắc chế được điểm mạnh của họ. Đội phó Olympic Việt Nam cho biết sau trận đấu Iran, toàn đội đã họp, phân tích. Ông Tuấn đã nhắc nhở toàn đội về những tình huống mà chúng ta làm chưa tốt. Để tiến bộ, tất cả các cầu thủ Việt Nam cần phải quyết tâm và thể hiện hết mình và cải thiện khả năng chuyền bóng. Tin vui cho Olympic Việt Nam thì cũng đã có một trụ cột quay lại, đó chính là Tuấn Tài. Hậu vệ sinh năm 2001 đã có khởi động và tập nhẹ cùng với đồng đội. Tuấn Tài thì khó phục hồi 100% trạng thái, nhiều khả năng anh sẽ có thể trở lại đá chính trong trận đấu Olympic Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, nếu Phan Tuấn Tài phục hồi tốt thì ông Tuấn có thể toan tính sử dụng cầu thủ này. Tuấn Tài là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Việt Nam. Cầu thủ của Viettel có khả năng triển khai bóng từ dưới. Ở hai trận đấu gặp Mông Cổ và Iran, Đức Anh được xếp đá trung vệ lệch trái, tuy nhiên cầu thủ Hà Nội FC còn non kinh nghiệm và không thể đáp ứng. Ở hai trận đấu gặp Iran thì Nam Hải được tung vào sân nhưng chưa thể hiện. Ông Tuấn có lẽ vẫn phải cân nhắc Nam Hải hoặc Đức Anh cho vị trí trung vệ lệch trái của Olympic Việt Nam. Đây là giải đấu mà nhà cầm quân sinh năm 1968 không gặp may. Ông lựa chọn 3 cầu thủ quá tuổi là Bùi Tiến Dũng, Nhâm Mạnh Dũng và Sĩ Huy không sử dụng hoặc không đạt hiệu quả. Tiến Dũng không thể dự giải vì vấn đề thủ tục, Mạnh Dũng đau mắt đỏ phải cách ly. Trong khi đó, Đỗ Sĩ Huy cần phải ngồi dự bị cho Văn Chuẩn trong hai trận đấu dù anh là đội trưởng. Tuy nhiên, sau liên tiếp hai trận đấu không tốt, Văn Chuẩn nhiều khả năng sẽ phải nhường chỗ và Sĩ Huy cùng với Tấn Tài sẽ trở lại giúp đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ yên tâm hơn.